Xin chào tất cả các bạn. Tôi tên là Nguyễn Trọng Thủy, là bác sĩ chuyên khoa y học thể thao. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn băng cổ chân, hỗ trợ băng cổ chân bảo vệ và hỗ trợ điều trị trong những chấn thương cổ chân, cho có thể là chấn thương trong thể thao, chấn thương trong sinh hoạt. Và đây cụ thể hôm nay là có một khách hàng của tôi, anh Quý đã bị chấn thương cái cổ chân này cũng 7 năm rồi nhỉ, 7 năm rồi. Thì qua tôi được xem phim cũng như là khám trực tiếp thì anh cũng tương đối nặng nề. Đó là lý do tại sao mà hơn 7 năm rồi nó không khỏi. Anh đến với chúng tôi để mong là sẽ được phục hồi để có thể chơi bóng lại, đúng không? Thì cái cổ chân này của bạn ấy, nói sơ qua về cái tình hình cổ chân bạn ấy trong một cái trước là em bị lật cổ chân, cổ chân trong đá bóng, va chạm trong đá bóng, thế sau rồi trong đến năm rồi cũng sưng to lắm ạ. Bao lâu sau thì em đi lại bình thường được? Cũng phải mất 3-4 năm. Mất 3-4 năm mới đi lại bình thường được. Rồi thì cho đến bây giờ thì em thấy thế nào? Bây giờ nó vẫn hơi đau khi mà đi lại bình thường. Đi lại bình thường vẫn hơi đau. Và bây giờ là em và vận động mạnh nhưng vận động được. Và muốn đau bóng trở lại. Và đúng không? Thì sơ bộ thì qua tôi khám thì anh ấy có bị đứt độ 3 dây chằng xương sống trước, dây chằng mắt gót, hai dây chằng xương mắt sau. Đấy thì ngoài ra thì anh có bị đụng dập và vỡ cái vòm chảy mát, tổn thương sụn khớp. Thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn cũng như là để hướng dẫn anh Quý để về băng rồi là tập về tập hồi phục trong thể thao. Đây là cái cuộn băng cơ thì chắc các bạn chơi thể thao chắc gặp thường xuyên rồi. Cái cuộn băng cơ thì ở trong có rất nhiều những phương pháp băng cổ chân bằng cái băng cơ này. Nhưng trong cái trường hợp này của bạn ấy thì cái dây chằng xương móc trước và dây chằng móc gót gần như là đứt hoàn toàn rồi, độ 3 rồi đứt hoàn toàn rồi. Cho nên là cái cuộn băng cơ này chỉ để làm việc để trong cái trường hợp để bảo vệ những cái nhóm gân đằng trước và đằng sau của chân rồi thôi. Cuộn băng cơ để làm việc đó. Hoặc các bạn có những cái cuộn băng băng mút này, băng đệm băng mút này để bảo vệ cho cái gân cũng giống như là bảo vệ cho da. Tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta mua cái cuộn băng này thì nó hơi khó. Cái thứ ba nữa là cái cuộn băng Ugo các bạn gặp rất nhiều chơi thể thao chắc chắn không ai là không biết cả. Các bạn có thể mua cái cuộn băng này, nó có tính chất đàn hồi một chút nữa và cái băng cũng rất là dễ, cổ chân nó cũng được tương đối dẻo. Cái thứ tư là đây là cuộn băng cứng. Cuộn băng cứng thì tức là băng nó không có giãn. Ngày xưa thì chúng ta có cái băng Trung Quốc, băng nó không có giãn để trong một số những trường hợp mà cổ chân rất là lỏng lẻo mà dây chằng nó biết nhiều rồi thì bắt đầu ta phải dùng cái băng này để gia cố thêm. Bây giờ tôi bắt đầu đi vào hướng dẫn cụ thể. Trong trường hợp mà các bạn không có cái băng, không có cái băng 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 lót băng mút này thì các bạn dùng băng này. Ban đầu là em bôi chân này đi này để bảo vệ cái nhóm gân đằng trước. Vì băng vào xong quá trình mình chạy á, băng vào trong quá trình mình chạy thì cái băng nó sẽ nghiến vào và vùng cái gân này nó cứng, nó sẽ bong cái da này ra thì đằng sau mình băng sẽ rất là khó và sẽ rất là đau đớn, thậm chí nó có thể dẫn đến viêm gân. Băng cái vùng đằng trước là vàng, cố gắng băng nhẹ nhàng để cho nó nhăn, vì mỗi một lần nó nhăn thì nó sẽ tạo thành một cái rãnh. Dưới này là những gân axin.
ăn bảo vệ được. Đấy, nếu như mà khi các bạn chỉ có cái băng này để băng lót mà thôi, băng lót mà thôi, thì các bạn có thể băng luôn lên lên bằng cái băng dẻo này hoặc băng cứng này luôn. Tôi sẽ băng bằng cái băng mềm này. Trên cái trường hợp là cũng bị cũng rất là cổ chân nó lỏng lẻo, dây chằng nó bị rất nhiều, thì chúng ta vẫn cứ gia cố thêm một cái băng cứng, một vài đường băng cứng bên trong, chúng tôi vẫn gọi là sơ bộ là xương. Các bạn lưu ý băng ở vùng này băng nhẹ nhàng thôi, không được kéo nó sẽ rất đau. Làm cái chữ U giữ được cái con nhóm dây chằng. Làm cái số 8. Đây gọi là xương thôi cho nên không cần nhiều như cái lần trước. Không cần nhiều như băng một mình cái băng kia. Số 8. Mình nhớ là sẽ có một cái 1 đến 2 cái để mình sau đi lên. Nó giữ cho dây chằng rất là tốt. Mình cứ luôn luôn để vuông chân này. Luôn luôn các bạn lưu ý là luôn luôn để vuông chân như thế này, thì cái băng nó rất là đủ chặt và cái gân này nó đủ căng, đến khi bạn chạy nó sẽ không bị tức cái gân đó. Nếu mà bạn thả lỏng cái chân như vừa rồi ấy, thì cái băng khi mà bỏ ra thì băng nó sẽ bị trùng như thế này. Trùng như thế này. Đấy. Các bạn vuông chân ở mức độ vừa phải, không nên vuông quá. Với kia băng này thì bạn làm 3 đường. Đây là những cái đường xương bên trong, các bạn băng cái này bên ngoài. Cái đầu tiên các bạn để kéo theo hình số 8, kéo theo hình số 8, đặt lên kéo theo hình số 8, kéo không nên mạnh quá, vừa phải thôi, để lượn lên trên này, lượn ra phía bên đối diện, dưới này mắt cá ngoài, lượn lên. Cái còn lại. Đây là những cái trường hợp mà rồi các bạn băng vòng trước khóa ở cái vòng này, tương đương đưa xuống dưới cái mắt cá này. Đây. Dưới mắt cá đi lên vòng trên là khóa mức độ vừa phải. Có rất nhiều bạn cũng hỏi tôi là sao phải băng lên cao như vậy. Thì nếu bạn không băng cao thì gần như nó không có cái giá trị để nó giữ. Đấy, nhiều khi có thể chúng ta sẽ phải gia cố thêm một cái vòng bên dưới này nếu như cổ chân nó lỏng nhiều. Em vận động thế chứ nào? Chắc nhiều hơn chắc đấy. Chắc lắm đúng không? Chắc đẹp. Băng một vòng như thế này nữa để khóa cái đằng này. Nhưng mà thường thì băng này băng co giãn rồi thì băng cũng được, mà không băng cũng được, thì trường hợp cổ chân rất lỏng. Ok, em check xem nào. Rất chắc đúng không? Như là chân này em chỉ bửa ngang bửa dọc xem là nó thấy nó thế nào. Không có đề. Ok, gần như là chất thật. Gần như là chân người như là vâng. Chưa chân đi chưa như chưa có cái cuộc tiến đường đúng không? Vậy. Đấy là hướng dẫn các bạn về cái băng của chân trong tập trung thể thao. Em thấy thế nào? Chắc lắm không? Vâng, chắc anh vừa từ chạy bật rồi đúng không? Vâng vâng. Và cái này khi mà băng thậm chí có thể là với cái băng dẻo như thế này và với cái xương bên trong á, với cái xương băng cứng bên trong á, và khi băng nó dính trực tiếp vào da này em cảm giác nó chắc hơn là cái
cái băng như vừa rồi đúng không? Vâng, băng vừa rồi vì là nó có cái lớp lót, nó có cái lớp lót thì cảm giác nó không dính vào da, nó sẽ không chắc bằng cái này. Vâng. Đấy, nó sẽ không chắc bằng cái này, đúng không? Vâng. Ừ. Em cảm thấy nó như chân bình thường à? Nó là như chân bình thường đấy. Cảm giác như nó có thể đá bóng luôn đấy à? Vâng. Có khả năng là chạy vận động mạnh nhất luôn. Ừ. Đấy. Thì cái vấn đề là vì là một cái cục băng này thì nó hơi nó sẽ tương đối cao tiền, cho nên là mà thực ra cái băng này mà dùng một lần đấy, như chúng tôi thì như chúng tôi ở đội tuyển quốc gia thì thường chỉ dùng một lần thôi. Tuy nhiên thì với đá phủi hay là như anh em mình vẫn chơi phong trào ấy, thì nếu mà để băng một cục băng thế này mất gần 100.000 một cục băng này thì thực sự mà nói thì cũng không cần thiết, mà cái băng này có thể tái sử dụng lại được. Thì các bạn có thể là dùng một cái chai. Đây tôi không có cái chai, tôi có cái chai xịt lạnh thì tôi dùng để quấn ngay. Các bạn quấn lại. Còn lại những cái băng ngắn này, các bạn quấn nó lại. Tôi quấn lại một cái chai. Còn người này quấn đến đâu á, bóc đến đâu thì quấn đến đó. Bóc đến đâu chúng ta quấn đến đó, nhẹ nhàng thôi, kể cả cái băng ngắn như này mình vẫn có thể tận dụng lại được đến 2 đến 3 lần. Băng đến đâu mình quấn đến đó. Em đu chân này các bạn. Rồi ok. Đấy, mình băng đến đâu. Nhất là khi băng ở vùng da, băng tách ra, băng đến đâu quấn đến đó thì nó sẽ không bị nhăn cái băng. Có thể một cuộn băng này thậm chí các bạn dùng có thể là dùng được đến 3 đến 4 lần với băng cổ chân. Thì băng gối thì không thể nào, nếu băng gối thì sẽ không tận dụng được lại. Nhưng băng cổ chân thậm chí một cuộn băng này các bạn dùng có thể 3-4 lần, tùy nếu như mà trong khi đá, nếu mà trong lúc bạn chơi thể thao mà không bị nhất là trời mưa thì nó lầy, nó bẩn rồi nó ướt. Thì mình phải bỏ băng thôi, còn đâu là mình sẽ quấn mình tái sử dụng được lại. Đây là cách mình bắt đến đâu mình băng đến đó, và mình quấn đến đó thì băng gần như là nó được phẳng như cũ thôi. Đấy, mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái tái sử dụng lại cái băng này. Đấy, sau xuôi. Đấy, các bạn nhìn thấy rằng là nó rất là phẳng như cái bình thường. Và bây giờ thì tôi bóc cái này ra thôi. Bóc cái này, mình hướng dẫn bóc cái này cho bạn, mình sẽ hướng dẫn nào. Cứ cái nào mà dán sau thì bóc trước, mà cái nào mà dán trước thì bóc sau. Cái băng cứng thì bây giờ thì nó cũng tốt rồi, cũng không dính vào da, nhưng tuy nhiên là bóc vào da thì sát da thì bạn để sát cái tay mình vào sát cái mép, bóc đến đâu để sát vào đó thì nó đỡ đau hơn. Đau nghe, bình thường nó không bị dính vào lông. Cái cách khi bóc thì bóc xuôi cái theo đường của lông đấy, bóc ngược lên thì nó rất đau. Đấy, xuôi cái đường của lông. Đấy, cái bóc băng cái này thì có vẻ đau rồi đó. Vấn đề bóc xuôi là nhẹ nhàng. Đây là lúc nó khô thôi, chứ còn khi các bạn chơi xong á thì mồ hôi nó ra thì bóc nó cũng đơn giản hơn rất nhiều. Bóc cái băng rồi, ok. Cái băng miết sát với da này thì nó sẽ không đau, còn giật cái da này sẽ rất đau. Đó, cái này nó hơi không đau, ok. Rồi, ok. Bây giờ em thử ngoáy lại xem là giữa cái băng và không băng thì nó khác nhau nhiều lắm không? Khác nhiều lắm, lỏng lắm. Khác rất lỏng đúng không? À, nó khó. Bây giờ ok, rồi cảm ơn quý rất nhiều. Bây giờ tiếp tục đi. Bây giờ là mình hướng dẫn là khi chúng ta nó quấn cái băng vào cái chai này, chúng ta có thể dùng cái chai. Thì chúng ta cách để tái sử dụng nó là bắt bóc ra từ từ, bóc nhẹ nhàng, bóc đừng để nó xoắn vào nhau.
nó dính vào nhau thì nó sẽ rất là khó, chúng ta bóc ra cũng rất là khó. Bóc nó ra thôi. Đấy, một cuộn băng như này có thể là vì nó rất là xinh. Băng bây giờ nó tương đối tốt rồi. Mình bảo quản trong cái nhiệt độ phòng và nhiệt độ mát thì nó cũng bóc kết ra. Đấy, sau đó thì bạn có thể dán vào một tường. Các bạn có thể là dán vào tường. Dán vào tường như này chứ không phải là kéo căng đâu. Dán vào tường để cho nó một đầu nó tự do. Nhưng mà băng xong rồi nó sẽ ướt, bạn chơi thể thao xong nó sẽ ướt. Đấy. Thì bạn đây là hình thức bạn phơi băng và để một đầu nó tự do này để nó khô tự nhiên, là tốt nhất bạn phơi trong nhà, không phơi ra trời nắng. Chứ nếu mà bạn phơi ra trời nắng thì nó sẽ bị hỏng mất keo. Đấy, bạn phơi trong nhà để khô tự nhiên. Bạn thả cái băng nó tự nhiên nhiên này, tự do này. Đấy, cứ khoảng độ vài tiếng thì lần sau là nó sẽ khô. Và cái băng nó sẽ bị được co rút lại, nó vẫn còn cái sự đàn hồi nguyên như thế, đấy ạ. Đấy, nó sẽ vẫn đàn hồi gần như là được có khoảng 80% so với băng cũ với một lần thứ hai, lần thứ hai sử dụng. Thế sau khi mà nó đã khô, sau khi nó đã khô thì các bạn chỉ cần nhẹ nhàng thôi. Như thế này, bác cũng lại cuốn lại vào cái chai. Cái cuốn thì cuốn nhẹ nhàng thôi, đặt này. Hình như là lăn băng không kéo, kéo thì nó lại giãn ra mất. Khi nào khi mà coi như là băng đã khô mà và nó đã đàn hồi lại tương tự được như cũ rồi, các bạn lăn lại hoàn toàn nó tự do này thôi, thì cái độ đàn hồi của nó cũng phải giữ được. Nếu với băng lần thứ hai nó phải giữ được đến khoảng 80%, nó sẽ giảm dần cho những lần sau. Ok, đấy, ví dụ như thế. Đây là mình mới có phơi được có một tí thôi, được có mấy phút thôi, nhưng mà đến khi này bây giờ nó vẫn còn giãn được này. Đấy, nó vẫn còn giãn, em nhìn nó không? Đấy, nó vẫn còn giãn như cũ. Đấy, mới chỉ được một lúc thôi, nếu bạn phơi lâu lâu hơn chút nữa thì nó được tương tự như cũ. Ok, chào các bạn, chúc các bạn luôn mạnh khỏe và sự gì. Xin chào.